Trấn Thành gây xôn xao khi khoe ảnh gia đình cách đây vài chục năm. Bất ngờ hơn, nam danh hài còn đáp trả hài hước khi bị fan nhận xét mẹ ruột và Trường Giang có nét giống nhau. Mới đây trên trang cá nhân, Trấn Thành khiến nhiều khán giả thích thú khi đăng tải tấm hình ảnh các mẹ con cùng chụp hình với nhau cách đây vài chục năm. Nam đạo diễn nghìn tỷ hài hước viết: "Kiếm đâu ra tấm hình mà nhìn tôi đẹp chấn động luôn, sao hồi xưa mình xấu dữ vậy ta?" Nhiều khán giả đoán rằng ảnh được chụp lúc Trấn Thành đang ở tuổi dậy thì với vóc dáng cao ráo, ốm và nước da ngăm đen. Có bình luận trêu nam diễn viên đã dậy thì thành công khi vẻ ngoài hiện tại khá phong độ điển trai. Trong khi đó, hai em gái của Trấn Thành là Uyển Ân và Huỳnh My được nhiều netizen khen ngợi có vẻ ngoài xinh xắn đáng yêu từ nhỏ và lớn lên vẫn giữ nét như lúc bé. Một chi tiết thú vị khác là bên dưới bài đăng, nhiều khán giả đã cho rằng vẻ ngoài của mẹ ruột Trấn Thành lúc trẻ và diễn viên Trường Giang có nét giống nhau. Trước những nhận xét của khán giả, Trấn Thành còn lên tiếng: "Mẹ tôi mà ai cũng nói giống Trường Giang, tôi cười muốn sặc." Thậm chí nam diễn viên đã hài hước ghép ảnh của mẹ và của Trường Giang cạnh nhau để so sánh, có giống mấy đâu ha ha. Gần đây, nhân ngày của mẹ, Trấn Thành và hai em gái đã dẫn bố mẹ đi ăn, cả gia đình quay quần bên nhau. Trong ảnh, mẹ ruột của nam diễn viên được khen ngợi vì vẫn giữ được nét trẻ trung và sang trọng. Trấn Thành từng tâm sự gia đình mình từng có thời điểm khó khăn đến phá sản và có những lúc phải vắt tay lên trán suy nghĩ rằng ngày mai gia đình mình phải về đâu, tối sẽ ngủ ở đâu. Thậm chí căn nhà dì ruột sẽ ở nhờ, gia đình anh cũng phải thấp thỏm lo âu vì không biết người ta sẽ có kế hoạch riêng hay bán đi bất cứ lúc nào. Nếu như Trấn Thành lúc đó là một cậu bé không biết suy nghĩ, tôi sẽ rất nhục chí khi bản thân khá vô dụng. Ngoài nghề diễn viên, tôi không thể nghĩ đến một cái nghề nào khác có thể tự nuôi sống bản thân mình. Tuổi thơ của Trấn Thành chỉ tập trung vào nghệ thuật, tất cả mọi thứ liên quan đến nghệ thuật tôi đều xem đủ cả và tôi sẽ rất chơi vơi nếu không được làm nghề này. Điều cứu gia đình tôi khỏi khoảng thời gian kiệt quệ nhất, nam nghệ sĩ cho hay. Trong một chương trình, Trấn Thành thừa nhận anh là đứa trẻ nghịch ngợm và cứng đầu. Vì không muốn bị áp đặt bởi bố mẹ, anh đã ra đời kiếm tiền từ nhỏ. Sau biến cố gia đình, Trấn Thành trưởng thành hơn và ý thức phải cố gắng đỡ đần bố mẹ. Từ năm lớp 10, Trấn Thành đã tự kiếm ra tiền. Từ đó đến nay, tôi không xin bất cứ một đồng nào từ bố mẹ. Đến lớp 12 vào đại học sân khấu, Trấn Thành cũng tự kiếm tiền. May sao trời thương, học được một năm, Trấn Thành đạt được giải MC và làm việc cho đến bây giờ, nam MC từng trải lòng. Hiện tại, Trấn Thành được xem là một đại gia ngầm trong làng giải trí khi thuộc top những sao hạng A đắt show và hợp đồng quảng cáo. Đáng chú ý, sau nhiều bộ phim chiếu rạp ăn khách, nhiều người không khỏi choáng váng trước thông tin Trấn Thành sở hữu khối tài sản khủng. Nghe thấy con số ai cũng trầm trồ. Trấn Thành là đạo diễn đầu tiên của Việt Nam có tổng doanh thu gần 1.400 tỷ đồng, với Bố Già 427 tỷ đồng, Nhà Bà Nữ 475 tỷ đồng và Mai 480 tỷ đồng. Theo các đơn vị phân tích, sau khi ăn chia với nhà rạp trừ một số khoản phí như phí phát hành, kinh phí làm phim, Trấn Thành bỏ túi khoảng hơn 450 tỷ đồng từ 3 tác phẩm đạt doanh thu gần 1.400 tỷ đồng. Nhiều năm qua, MC Trấn Thành được các đài truyền hình từ trung ương đến địa phương chọn mặt gửi vàng, làm host tại nhiều chương trình phát sóng có tiếng và rating tốt. Với thu nhập tốt như hiện tại, vợ chồng Trấn Thành Harry Won đang sống trong căn hộ thiết kế sang trọng như khách sạn 5 sao, trị giá khoảng 20 tỷ đồng.